Cập nhật tình hình COVID-19, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch trong thời gian qua. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được kiểm soát tốt, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16/CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến như sau. 1. Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập đội tuần tra nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường, yêu cầu người dân thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị số 16/CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo việc triển khai thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 23 tháng 7 năm 2021. 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền lưu động trong nhân dân về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, trọng tâm công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thực hiện giãn cách xã hội,